Mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão, trong không khí ngập tràn xuân, ngư dân Vạn Chài Mỹ Á thuộc phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ đã tổ chức lễ khai chánh mở biển đầu năm. Đây là nghi lễ dân gian được ngư dân Mỹ Á thành tâm hưởng ứng và gìn giữ qua nhiều thế hệ. Đúng 7 giờ sáng, bà con ngư dân làng Chài Mỹ Á tề tựu về lăng vạn, chuẩn bị vật phẩm dâng lễ khai chánh mở biển. Thắp nén hương lòng, lão ngư Nguyễn Xét, vạn trưởng Vạn Chài đã đại diện cho ngư phủ làng Mỹ Á thành tâm khấn nguyện thần Nam Hải và các vị tiên hiền cho phép ngư dân làng Chài khai cửa mở biển. Đốt hương, dò giá thánh thần ông Nam Hải coi như là bước qua năm mới, cầu mang ông phù hộ cho đoàn dọn chúng tôi làm ăn rất là phấn khởi thuận mùa, để trơn bột ngọt lạch cho bà con tôi ra khơi bám biển. Bà con ngư dân cúng thuyền và theo dõi thời tiết thuận lợi để ra quân đánh bắt mùa biển mới. Khai thuyền ngày đầu năm mới, ngư dân cầu mong trời yên biển lặng, tàu thuyền ra khơi vào bến an toàn, đánh bắt được mùa bội thu. Sống nghề biển thì mình cầu mong đầu năm mình cũng lo có lễ xung nghề tăng ga, để mình cũng cầu mong cho nó làm ăn Nam cho nó đọt. Năm vừa qua thì nói chung tàu mình là làm ăn nói chung cũng là đạt thành tích cũng khá cao. Thì bây giờ mình mong muốn đầu năm á, sang năm mới á, thì mình mong muốn cho nó hơn năm cũ nữa. Để mình đánh bé vươn khơi trong cho nó đạt thành tích hơn mọi năm nữa. Vươn khơi bám biển, lao động sản xuất, thể hiện ước vọng làm giàu của những người theo nghiệp sống nước ở Vạn Chài Mỹ Á. Lễ khai chánh là điểm tựa tinh thần để ngư dân vững tâm thực hiện khát vọng vươn khơi đánh bắt, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.